Hello, xin chào, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Dini Auto. Trước mặt mọi người đây là một chiếc xe Mazda BT50 đời 2015. Đó, trên đó thì khách hàng mang tới đây một cái mẫu nắp thùng thấp. Mẫu nắp thùng thấp này một cái mẫu nắp thùng cực kỳ là cơ bản. Đó, và dành cho những cái xe mà đời thấp như là 2015 như thế này mọi người ha. Đó, ngày xưa mẫu này là cái mẫu gọi là tiêu chuẩn đấy nha. Rất là cứng, chắc, dạng nồi đồng cối đá, đi tới bây giờ luôn, 2024. Tình trạng còn rất là ổn, sơn chưa có bị nứt vỡ gì đâu mọi người ha. Sơn nó còn rất là ổn, cái nắp thùng cũng còn rất là đẹp luôn. Tình trạng bên ngoài nó còn rất là ổn nha. Mẫu này là mẫu màu xám, xám của BT50 lại hơi ngả sang cái màu nâu mọi người nhé. Xám ngả sang nâu, đó. Tay khóa này còn sử dụng bình thường nhé, còn chìa khóa nữa mọi người nhé. Chìa khóa zin theo cái nắp thùng luôn, chìa khóa zin theo cái nắp thùng luôn. Có mã số thì đợi mới nói là zin nha, còn cái cắt nó không có mã. Mã nó trùng với cả cái mã của cái tay khóa luôn. Đây, đây là khóa nha. Đây, còn đây là mở. Bây giờ Lợi sẽ mở ra cho mọi người xem ở phía bên trong nhé, xem nội thất nó còn như thế nào ha. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra về cái ti nhé. Cái nắp này khá là nặng luôn nha, nắp này rất là nặng. Cái ti này mình sẽ đẩy phụ lên chút xíu là nó sẽ đẩy lên như thế này mọi người ha. Lúc mà mình muốn đẩy lên phải hơi đẩy phụ nó chút xíu, nó sẽ nâng cao lên như thế này. Nên tới đây thì rất là chắc chắn rồi, ti này còn ok. Không biết là ti này khách hàng có thay mới chưa, nhưng mà tình trạng của nó còn rất là tốt mọi người ha. Không có bị han gì luôn, còn sáng bóng đẹp ha. Các cái ngà mà xung quanh này còn ok nhé. Về cái ron này thì còn mềm nhé. Ron còn mềm và không bị rách luôn. Ron không bị rách, rất là đẹp, rất là đẹp ha. Mẫu này thì phía bên trong cái bệ này này nó sẽ là một cái lớp nỉ nha mọi người nhé, một cái lớp nỉ. Lớp nỉ thì nó rất là bền, nó không giống như da đâu. Nỉ lại có cảm giác là dùng nó bền hơn. Những cái nắp trước đây á, đời lâu như thế này dùng nỉ mà bên trong nó còn rất là ok, nó cũng không có bị mục hay gì hết. Đó, mà cái da thì nó sẽ dễ bị rách, kéo ra kéo vào dễ bị rách hơn là cái nỉ. Cái nỉ này thì nó khó tách hơn. Đó, đồng thời là mọi người có thể thấy là cái phía bên trong cái màu sơn của nó còn rất là ok ha. À, bên Lợi thì cũng chưa có vệ sinh cái này luôn. Để nguyên trên xe của khách hàng, để lên một cái video để cho quý anh chị em nào chúng ta đang cần một cái mẫu nắp thùng thấp dành cho xe Mazda BT50 như thế này, từ đời 2013 tới 2020 đều có thể ráp được mẫu này. Ngoài ra cái nắp thùng này á, còn có thể ráp được cho xe Ford Ranger từ đời 2013 tới 2022. Đó, cái form Ford Ranger T6 với cả T7 á, đó, cái form đó ráp được cái mẫu nắp thùng này bình thường từ 2013 tới 2022 luôn. Mẫu Next Gen á, từ 2023 trở đi thì không ráp được cái mẫu nắp thùng này mọi người nhé. Nên là cái mẫu nắp thùng này thì bên Dini Auto chúng tôi sẽ để một cái giá rất là rẻ á, để cho quý anh chị em nào chúng ta đang cần một cái mẫu nắp thùng thấp á, để chở được hàng kín nước á, qua cái mùa mưa sắp tới của Sài Gòn. Ok, thì xin vui lòng liên hệ ngay tới nhân viên tư vấn tại Dini Auto. Lợi rất cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video và hãy nhớ đăng ký kênh để xem thêm các cái mẫu nắp thùng và đồ chơi mới nhất dành cho xe bán tải. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.